Chào các bạn. Hôm nay kênh tiếng Lào tiếng Việt sẽ giới thiệu cách viết chữ Lào cùng một vài ví dụ về cách đọc. Sabai đi mù phần thân lại. Mưu ni, channel tiếng Lào tiếng Việt cho năm sở nữ can khiến ạc xoắn Lào phòng ban tua giang kiểu các bí thi an. Chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ được học cách viết phụ âm Lào. Phụ âm Lào bao gồm 27 phụ âm chính, trong đó bắt đầu bằng chữ cò, và tất cả những chữ phụ âm trong tiếng Lào đều bắt đầu từ dấu móc. Đấy, chữ co thì dấu móc bắt đầu từ dưới. Chữ co dấu móc bắt đầu từ dưới. Chúng ta viết từ móc tròn lên là chữ co. Móc lên. Chữ co. Đấy. Chữ co là bắt đầu từ dấu móc. Đây, bắt đầu từ đây, dấu móc. Quay lại. Móc lại là kéo về xuống. Này chữ cò, bắt đầu từ đây móc quạt tròn lên, tròn lại đưa lên đưa xuống. Chữ cò. Đó, chữ cò. Cò móc lên. Đó. Cò tương đương với chữ cờ bên tiếng Việt mình. Chữ cờ và chữ C. Cơ và chữ ca. Chữ ca sẽ đi với chữ i, chữ e, chữ e. Chữ co bắt đầu từ dưới móc lên. Chữ co tương đương với chữ cơ và chữ ca bên tiếng Việt mình. Thì chữ cơ, chữ ca sẽ đi với chữ i, chữ e, chữ e. Đi với nguyên âm i, e, e. Chữ khó là cũng bắt đầu từ trên này. Chữ khó và các bạn chú ý chữ khó tương đương gần như giống như số 2. Thay vì số 2 mình móc lại thì mình ngoặc lên cái số 2 thành chữ khó. Thấy mình móc vào thì viết lại là thành chữ khó. Đấy. Những móc là thành chữ khó, mà móc vào là thành số 2. Đấy. Cái này là số 2. Cái này là chữ khó. Đấy. Chữ khó là móc vào, móc vào. Đây là chữ khó. Chữ khó tương đương với chữ khờ bên tiếng Việt. Chữ khó tương đương với chữ khơ bên tiếng Việt. Cô khó, chữ khó tương đương với chữ khơ bên tiếng Việt. Từ ba là chữ khó. Đây chữ khó. Khó bắt đầu từ dưới lên là chữ khó móc lên. Móc từ dưới lên.
đây chỉ khó thôi. Ta sẽ bắt đầu từ dưới, chỉ khó bắt đầu từ đây, bắt đây, lên, xuống, đây. Chỉ khó. Chữ khó tương đương với chữ khơ giống nhau. Chữ khơ, chữ khó và chữ khó tương đương với chữ khơ. Chữ khó vậy đây, chữ khó cũng bằng chữ khơ, nhưng mà khó đây là của âm cao, chữ khó đây là của âm trung bình. Chữ khó đây là của âm cao, chữ khó đây là của âm thấp. Trong cách đọc là có sự cách phân biệt. Chữ ngó, con chữ ngó thì mới bắt đầu từ ngoặc dấu móc mà trên kéo xuống ngó. Đây là chữ ngó, đầu từ trên kẻ xuống. Đây là chữ cho, cùng với các chữ ô, chữ cãi, ô, cho. Chữ cho thì giống móc, bắt đầu ở chỗ giữa. Cho kéo lên, chỉ cho móc nhựa đây, đây kéo xuống, móc qua, okay, kéo xuống, móc qua, chỉ cho tân bướm mình chỉ chờ với từng miền, cho đi nó bằng chữ si hạ, chỉ chờ với từng miền, cho chờ. Chỉ sỏ, thế không phải chỉ sỏ. Chỉ sỏ. Chỉ sỏ. Chỉ sỏ thì tương đương với chỉ sờ. Chỉ é, sờ, nhưng mà chỉ é thay đọc. Mình đang đọc sơ và sơ cho nên là mình quý ước với chữ ít sơ làm chính. Chữ sọ cũng bắt đầu bằng từ dấu móc này. Sọ móc lên. Móc lên là sọ. Chữ sọ bắt đầu. Chữ sọ bắt đầu từ dấu móc. Móc kẹo đi, đưa ra, cắt lên kẹo đi. Móc qua, đó, xó. Chữ xó tương đương với chữ chữ ít sơ hoặc là chữ ẻ. Nhưng mà cách đọc thì tương đương là chữ sơ, ít sơ. Xó. Cách viết tiếp theo là chữ xó. Đầu từ đây.
chữ son giống như số 2 lúc này nhưng mà không móc lại, tựa như chữ khổ, chữ son và chữ khổ nhưng mà chữ khổ kéo dài. Chữ khó đây là chữ khó này kéo dài xuống là thành chữ, kéo dài xuống là thành chữ so, kéo dài xuống là thành chữ so, khó quá so đây. Chữ khó như chữ so, chữ khó này kéo dài là thành chữ so. Hai chữ này đều giống như số 2. Số 2, bên số 2 thành không móc vào thì thành chữ khó đây. 2, khó kéo dài là thành so. 2, không móc vào, không móc vào thì thành chữ khó. Chữ khó kéo dài xuống thành chữ so đây. Đó là cách viết. Vâng. Bạn chú ý chỉ số và chỉ số, thì đây chỉ số, đây là chỉ số, chỉ số, đây là đọc số, đây là đọc số, là phổ âm kiểu như phổ âm cao, kiểu như phổ âm trung bình. Phẩm cao, so là phẩm trung bình. Phải. Mình sẽ hướng dẫn cách nhớ so và so, cách nhớ, cách phân biệt, cách nhớ phẩm cao, phẩm trung bình. So. So. Mình đã chuyển nhau. Tiếp theo là chuyển nhau. Nhỏ là đông từ trên móc vào đây. Trên chạy vào giữa là móc xuống, trên chạy vào giữa móc xuống cái chỉ nhỏ. Bạn chú ý lúc này là mình học chữ khó. Lúc này mình học chữ khó đây. Khó với chữ nhỏ là lật ngược nhá. Thế đây chữ khó. Cái chữ nhỏ. Tương đương với chữ nhờ đây từ miệng đi. Chữ nhỏ là tương đương với chữ nhờ. Chữ nhỏ và chữ khó là lật ngược lại. Chữ nhỏ móc ở trên xuống, chữ khó móc ở dưới lên, hai chữ này từ từ nó cắt biệt. Nhưng mà chỉ còn lật ngược lại chữ khó đây. Chỉ nhỏ đi. Khó nhỏ lật ngược lại. Đo móc lên, móc lên đo chỉ đơ với từng việc đi. Đo nó giống cái đầu này, giống cái đầu người đi. Đo giống cái đầu người cái gì nữa. Tơ với từng miệng, từng miệng là chữ tơ. To với từng miệng là chữ tơ.
to cũng móc vào dưới lên. To 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 đây là chữ to. Chữ to lúc này các bạn nhớ mấy chữ đo lúc này làm chủ các việc khi việc chữ đo thì mình làm bóc đây mình không kẻ tròn ra những cái đầu nhưng mà để khi ngang lên có móc lại á thì nó thành chữ to. Đó. Thay vì mình kéo tròn nó thì mình bóc chia thành giống như số 3 rồi thì đây là thành chữ to, thành chữ to và thành chữ đo nhé. Đo là mình kéo dài luôn đó, đo còn to là mình bóc móc lại như số 3 ở đây, số 3 ngược 5 ngang rồi là thành chữ to, còn đo là kéo tròn luôn, tròn này. To nên là kiểu tròn. Đây còn cái gì là đây là thành to. Đo kiểu tròn xuống, còn to là móc xuống là thành đo to. Đây, chữ to nhé, các nhớ. Để tiếng chữ thỏ. Chữ thỏ. Mà chú ý tất cả đều lấy những cái gạch dòng như thế để các bạn nhớ thỏ cái đầu này đưa lên móc phòng và lấy xuống thỏ thỏ chữ thỏ móc qua đây. Còn đưa lên trên sổ, chữ thỏ. Tương đương với chữ thơ. Thơ bên tiếng Việt mình. Thỏ tương đương với chữ thơ bên tiếng Việt mình. Tiếp theo là chữ thố. Đây là chữ thố. Thố. Đây. Đây cũng tương đương với chữ thơ bên tiếng Việt mình. Mà thành phụ âm trung viên chữ thó đi học từ trên thó chữ thó thó là bắt cái dưới đây hoặc trên đây đấy chữ thó thó. Thó tương đương với chữ thơ. Các bạn chú ý chữ thó và chữ thỏ. Chữ thỏ này cũng là tương đương với chữ thơ. Nhưng mà thỏ là phụ âm cao. Còn là phụ âm cao. Còn cái thó này là phụ âm trung bình. Này. Trung bình thó, thỏ. Gồm nêm chữ thơ ấy. Chỉ nó bắt đầu từ trên giảm móc rồi nó viết thế xuống móc lên nó bắt nhịp cả ba nhịp luôn cái nó tương đương với chữ nơ, chữ bò, bò, này, tương đương với chữ bơ, bò, bò này mình sẽ biết là bắt đầu từ trên đấy, hiểu không? Bò kẻ xuống, này, bò. Oh.
khúc này thôi, chữ no là không biết. Đây, chữ no. Thay vì tròn thì chữ no là thẳng xuống nó móc lên, còn chữ bo là thật tròn luôn. Bo. Đó, bo là móc tròn luôn, còn no là nhìn lại. Thành thành cái dấu xuống, đưa lên đưa xuống. Thành dùng cách sống nữa. Đây chữ bò, bò thì chữ bơ khác biệt, gần giống như chữ nó. Tiếp theo là chữ bò. Chữ bò, bò thì thấy vì đây chữ bò nó kéo dài ra thành chữ bò. Chữ bơ, nhưng mà chữ bơ biết từng Việt mình. Đây chữ bò nó kéo dài. Kéo dài lên thành chữ bò. Phơ đi nó có hơi. Từ Việt mình chỉ có chữ phơ. Đây, chữ phỏ. Thì khi có bài chữ gì? Trong chữ phỏ thay vì thì móc vào thì kẻ dài lên đây thành chữ phỏ. Qua họ thì kéo dài lên là thành chữ phỏ, thay vì chữ phỏ thay vì móc vào thì chữ phỏ là kéo dài ra phỏ phỏ. Tính từ vậy thì phỏ phỏ là có phó phó và phó chữ phỏ chữ phỏ về chữ phơ, bên nó cũng thêm chữ phơ, cái như là của ông trung bình, của ông cao, ông trung bình thì ông trung bình chịu khó chịu khó
là chữ móc, móc vào đưa lên kéo xuống đưa qua, móc vào đưa lên kéo xuống đưa qua. Mọi người cứ móc dễ đi luôn, mọi người nhanh cái kéo luôn này, chữ móc. Móc là cái nguyên là chữ mơ, em mơ bên từ Việt mình này, em mơ mơ mó gió, tiếp theo là chữ gió, dịch cái nguyên là chữ dư, gió là đây như chữ nhỏ kẻ da lên này, chữ gió mó gió. Này nhưng có việc thì gió phải chỉ gió đấy. Còn chỉ gió là kẻ dài gió. Đây là chỉ gần giống như chỉ nhỏ đấy. Chị nhỏ, đây chị nhỏ. Tức là chị nhờ mình nhỏ, cái này là chị nhỏ. Nhỏ, kéo dài đi, một tí nữa thành chị. Chị nhỏ, đây. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Chị nhỏ này là phẩm trung bình. Còn, chị nhỏ này là phẩm thấp. Gió nó của ông trung bình đây. Đó. Trong này mình sẽ hướng dẫn cách phân biệt. Chữ rõ tên nước mình chữ rơ, tên nước chữ rơ, chữ nó bắt đầu từ dưới móc rồi chữ rõ nó tựa như chữ ép này, chữ rõ gần giống như chữ ép nhưng mà còn móc vào này. Chữ vẽ nghĩa là trên xuống, cái đấy viết là dưới lên. Chữ sơ của mình á, chữ sơ mình nó viết từ trên xuống, móc vào trên. Còn chữ rõ là móc vào dưới. Đây, chữ rõ sơ, sơ. Chữ sơ là từ trên xuống, từ trên lên xuống. Còn cái này từ dưới lên. Đây, cái này sơ, cái này từ rõ. Đây, đó, hai chữ này viết khác. Rõ và chữ S. Để chữ ló của ấm ló chữ ló bạn nhớ lúc này là mình học chữ sổ, lúc này mình học chữ sổ, học chữ, đây là chữ nào, chữ sổ lúc này mình học là sổ, móc vào, chữ sổ, chữ lo này ngay đây thôi không kể chữ sổ nó móc ra luôn, đây kiểu như là chữ lo. Cái này chữ sổ, các bạn chữ chữ sổ với chữ ló. Chữ ló là đưa vào ngang đây thôi, còn chữ sổ nó móc qua nó móc. Chữ sổ. Sổ có bao nhiêu? Nhanh.
vô. Lúc này mình học chữ thó, các bạn để ý chữ thó là đây, móc vào, đưa lên. Chữ thó là đưa qua luôn này, đưa qua. Đây là chữ thó. Đấy. Chữ thó. Đưa chữ thó. Như chữ hổ. Chữ hổ là móc vào, chữ thó đưa luôn này, đi thẳng. Chữ thó là đi qua, nó vòng đi thôi, còn chữ hổ là móc vòng này nhé. Hổ thó, đúng rồi, chữ hổ này, đúng rồi, chữ hơ, hay là chữ hạ. O chữ vô, lúc này là chữ vô. Chữ vô. Chữ vô, chữ đi chữ chữ vô. Chữ đi chữ O. O đi là phải bóc vào, còn vô không cần bóc. Chữ vô. Còn O là O. Bóc vào. Để O, để vô thế. Cảm nhận để vô. Như sự chỉ O là như sự chỉ. Lúc này mình đọc chữ rõ. Đây. Rõ. Chữ ẹt đấy. Đây. Chữ móc lên tí. Móc lên đi một tí thôi. Móc lên. Móc lên là thành chữ hó. Rõ với hó gần. Tựa như chữ ẹt của mình. Đây. Dễ như vậy.
Rò ho. Phải đi là chữ ho. Ho. Đấy, các bạn muốn nhớ gì nhớ là ho nè. Là ho đẹp hơn. Đây chữ ho đẹp hơn. Rò. Đây chữ rò là rò. Mình nhớ chữ rò. Cái rò 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 đây. Đó là tất cả 27 phụ âm trong tiếng Lào cách viết. Để mình viết sớ lại từ đâu. 27 đây. Đây 27 chữ cái mình viết lại. Cái chữ co. Chữ khó. Chữ khó. Khó. Số chữ nhỏ to to thỏ thỏ nó bò hò kẻ nhai họ các bạn thấy này mình bằng ra chữ co khó khó ngó cho sò sò nho đò tò thò thò nó bò bò khó phò 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 mò do rò đò bò mò o ho đó là cách viết chữ khó và chữ nhỏ là gần giống nhau đó. Hai chữ lật ngược vào. Khó và nhỏ là một cặp. Cặp thứ nhất là cặp. Khó và nhỏ là chữ hai chữ lật ngược lại với nhau. Cái thứ hai là đo to. Đo và to thì đo là việc tròn, to là việc đưa thành tâm giác, đưa thành số 3 đi đo. Chữ xó. Chữ xó và chữ khó. Đây. Chữ khó là kẹo dài là thành chữ. Chữ xó. Đó. Kẹo dài, chữ khó, kẹo dài là thành chữ xó. Chữ này. Nó phải mò đấy. Thì nó như là nó đấy nó như là mặt tròn lại nó thành chữ bò đây đó người ta kéo tròn lại chữ bò thành chữ bò này đây cái chữ bò đi chữ bò đi kéo dài lại thành chữ bò đó nó móc vào bò bò này khác nhau đây từ năm đây khó 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 đây thì mình sẽ có khó khó kéo dài đó khó khó đó khó mà kéo dài là thành phó khó kéo dài là thành phó để cặp nhó và gió đi nhó và gió đi đó nhó và gió nhó kéo dài là thành gió nhỏ lật ngược là thành khó đó rò nó có ho chữ rò đi và chữ ho đi bảy là cặp rò một cặp ho đây là rò ho cặp rò ho cặp lo và sỏ cặp tả là lo và sỏ lo là đi cần chữ sỏ là mắc bạc đây chữ lo và chữ sỏ cặp thì chỉnh là chữ vo
chữ O đây. Chữ vô và O đây. Chữ O là móc vào và chữ vô là kéo qua lên. Đó, hoặc là kéo dài hoặc là ngắn. Ngắn đây hoặc là ngắn. Và số 10 á là cặp O và chữ thô đây. Chữ thô đây. Và chữ hổ. Chữ thó, hổ, hổ nó móc vào, chữ thó nó bị tròn lên đây. Các bạn có thể là trong 27 chữ cái. Cái này 27 chữ cái. Nên là sẽ có một số cặp biệt gần giống nhau đấy. Nó có cách ghi nhớ là như vậy. Có chữ khó và chữ nhó, chữ khó. Chữ nhó là chữ khó lật ngược, hoặc là chữ khó là chữ nhó lật ngược. Còn đo về to, chữ đo về tròn, hay to là quá đây, tăng số 3 đây. Đặt xuống chữ khó và chữ số, chữ khó Việt Nam đấy thì chữ số kéo dài xuống như thành chữ số, chữ nó và chữ bo, chữ bo, chữ nó là nó cỡ ngang hay ngọc vô, còn để Việt tròn nó là thành chữ bo, mặc bo kéo dài là thì chữ bo. Con phổ, 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 con phổ, 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 phô thì trong tiếng Việt mình chỉ có phân biệt những cách biệt thì chữ phổ không móc vào kẻ dài thành chữ phổ, chữ phô không móc vào kẻ dài thành chữ phô. Nhó và nhó thì nhó như chữ khó lật ngược, gió là như nhó kẻ dài. Rõ và hó thì rõ, ngó là bằng rõ nên móc lên. Ló và sỏ thì ló đi Việt ngang đây, con sỏ thì kéo móc lên. Vó và o thì chữ vó. Ở đây con o là móc vào, là tương đương với số 9. Đây số 9 trong đường viền đó. Chữ thó và chữ họ, chữ thó là kéo qua lên, còn chữ họ móc ngược lại đó. Đó là cách như các từ 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 nhá trong cách viện. Ngoài ra, trong bản chữ cái Lào là nó sẽ có từng cặp phụ âm Việt khác mà đọc so sánh qua tiếng Việt là gần giống nhau, nó sẽ có cặp co, khó, khó, này, mồm, sò, sò, khó, sò, khó, sò, bài, khó, thó, khó, thó, ba. Đây, phỏ phỏ là 4, phỏ phỏ đây là 5, phỏ phỏ đây là 6, đây. Nó sẽ có 6 cặp. Cặp này là tương đương với cái chữ khơ, cái này là chữ sơ, cái này là chữ thơ, cái này là chữ phơ, cái này là chữ phơ, cái này là chữ hơ. Đây đó, cái sáu cặp này bộ tập là sáu cặp đọc sẽ khác nhau. Chúng ta cùng xem một số ví dụ về cách viết. Hầu hồn sông băng tô giang kiểu cấp càng khiến lại an. Một số ví dụ về chữ co. Thì chữ co
lúc này mình là đưa ví dụ về các nguyên âm. Cái chữ co là có chữ các ví dụ về cái đọc là nghĩa là gà, con gà, đọc là cây, đọc là cây. Trong này là có như là xà lạ anh, cái này là nguyên âm anh, nguyên âm này là tỉnh Lào là nguyên âm anh. Cái này là chữ cơ, co. Cái này là dấu huyền là mày ị, cái này là mày ị. Bên tiếng Lào các bạn đã xem trong văn đề nhụt nha, các mình đọc cách đọc các dấu thanh và các bạn xem lại thì mày ý đi với cặp của ông là sẽ thành gần như là dấu huyền trong tiếng Lào đó. Đấy như là cây là chữ cơ đấy, ghép từ, nhưng mà vì của ông Lào là ở nguyên âm Lào nó sẽ có năm trước, trên, dưới, sau, cho nên là khi đọc mình vẫn đọc như cơ, ai, cây, nguyên, cây cũng giống như từ nguyên. Nhưng mà vì nguyên âm tiếng Lào nằm ở trước, chữ cơ nằm ở sau. Đây, trong trường hợp này là nguyên âm nằm ở đâu, nguyên âm nằm ở vị trí đâu. Đây là sẽ có những phụ âm. Phụ âm, cái như là nguyên âm, âm đồng, mà dấu. Bạn, các bạn chú ý, dấu trong tiếng Lào khác với tiếng Việt, dấu bao nhiêu cũng nằm trên phụ âm chín, phụ âm chín. Dấu trong tiếng Lào bao nhiêu cũng nằm trên phụ âm chín đây. Thì cây, ai, co là thành cây, thêm mấy ý là thành cây. Cách đọc cho cái gì? Ai, co, co hay cây, mấy ý cây nhé. Ta sẽ đọc co ai cây mỹ cây. Ta sẽ đọc là co ai cây mỹ cây. Đây, đó. Co ai cây mỹ cây. Co ai cây mỹ cây. Là gà, con gà, con gà hấp xả, gà nướng. Đây có cây, cây. Đây có vân thứ hai. Co ví dụ với co là có cung, 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 cung. Đọc như là cung như là tôm, con tôm. Đọc là cung. Cung đọc là tôm. Đọc như là co như là co nên là phụ âm chín, co nên là phụ âm chín. Và đọc con đây sẽ là út với cái thứ là chỉ như là út. Đọc là phụ âm út, đọc là phụ âm chín là cơ. Khi mình đọc những chữ như là thành,
Có ung, ung mày vô cùng, mày vô như là cùng. Có ung, có ung, ung mày vô cùng. Cho nên khi khi đọc ra cả bài của chị con là của ông chị ung, đúng như từ ung mình sẽ học xong ung là văn ung. Mày thô mày dỗ từ gần như dỗ hỏi, mày thô từ gần như dỗ hỏi trong tự nhiên thôi. Nếu mà đi với phẩm trung bình và thấp, các bạn nhớ xem phần dỗ đọc mẹ dỗ mày thô trong cách đọc dỗ thanh trong tiếng Lào thì co đây sẽ là ung, co ung, có ung cung đây giống như mà cơ ung cung, giống như những cái cơ ung cung nhé, cơ ung cung ở tiếng Việt là cơ cơ cơ. Còn ung còn điều hỏi là bằng cơ có ung còn điều hỏi nên đến tiếng Hoa cũng cơ còn ung còn điều hỏi nhé. Đấy các mình so sánh về là mình rất là dễ dễ học. Co ung cung mày thô cung, cơ ung cung hỏi cung đó, cơ ung cung hỏi cung đấy. Mà tiếng Việt là cung thì phải là ghi ngả nên cung, cung nên là củng cố ngay, cung nên là cung hỏi nên là củng cố. Cơ ung cung là con tôm, cung là con tôm đấy. Đó là các kẻ cơ bản. Cùng ví dụ về một con có nữa là rất là gần gũi là con ếch. Con ếch là vân ốc này đặc biệt nhìn về vân tắc. Vân tắc trong tiếng Lào khi gặp phụ âm trung bình nó sẽ thành âm cao. Cái đi là một đặc điểm duy nhất đặc biệt của phụ âm trung bình. Và lạc nữa mình sẽ bay luôn nhé. Bay luôn là cách phân biệt, cách nhớ phụ âm trung bình cao thấp đấy. Ừ, nó sẽ thành trong này không cần dấu, bởi vì cái bản thân cái chữ này là không cần dấu. Đây cốt, cốt con ếch là bằng chữ co, còn với vân út chính là phụ, cái này là phụ âm chỉnh, phụ âm chỉnh, phụ âm chỉnh, còn mười vân không cần, không cần giọng nữa. Bản thân chỉ chữ con là phụ âm trung bình như thế, trung bình, phụ âm trung bình không cần giọng cơ. Cơ ốc cốc, co ốc cốc này,
co úp cúp là ít, co úp cúp là ít. Còn một con nữa là một con nữa là con cừu. Cái này là một cái đặc biệt của trong nó có dấu sắc, có dấu sắc tức là nó thành một thân dấu sắc, dấu sắc trong tự nhiên. Đặc biệt của ông Trung Bình là đi về cả nguyên âm ngắn, cả âm tắc, cả vân tắc là nó sẽ thành âm cao, sẽ thành dấu sắc như trong tự nhiên. Cho nên là một đặc điểm duy nhất, đặc biệt là mình phải nhớ phân biệt, từ đó nó sẽ quyết định tất cả các dấu khác nữa. Chính cái khó trong trường nào là nó là trong bài dấu thánh mình đã nói là cái khó của nó là nó bắt đầu từ cái vốn trung bình, một cái đặc điểm. Nhiều người sai cái này là sai nhiều. Ngoài ra những từ về con vật là họ hay, hoặc là những từ khác là họ hay được cái cơ ở trước. Cái co này là cả tài, cả tài là chữ ghép thành hai chữ. Cách đọc trong từ Việt nên là từ từ ai
duyên tài thế mà ngộ. Đây là từ ai tài hiện tài nhé, từ là tổ là chữ tơ đi to như cái gì chữ tơ to to ai tài to ai tài mày thì tài chân làm gì tài được to là từ chữ to mình tài các tài nó các bạn cứ xé một thời gian là mình sẽ phân biệt được tắt ấm được khi mình học hết các nguyên âm các phố âm của vân là mình sẽ hình dung được cái con đường nó tắt cái chỗ nó tắt đây các tài là con thỏ các là cơ á mỏi cái đấy cơ ảnh luôn bởi vì cái sẽ là á đi á là nó một nó có đặc biệt trong cổng luôn cả á mỏi đấy có một số nguyên âm bên tiếng Lào là nó kiếm kiếm cái dấu bên từ Việt ấy. Có á là thành cá phải cả phải cá rồi phải cả thành cá ví dụ dụ ngà có nhìn á á cắt đây cái này cả còn chữ tai tai dấu nó nằm ngay trên trên phốn chỉ dấu dấu nguyên dấu mấy y tiếng Lao là dấu mấy y a a hai cái này là thành thành một một phần phần a đó cái phần này là phần a đi về chữ tơ đi về chữ to to ai tai nhé to ai tai mày y mày y tài á tài đọc tương đương về chữ Việt nên từ từ ái tài huyền tài đó tài còn rất là nhiều con mà có chữ vân co mình lấy nhiều để yêu một con nữa đi con mà mình thích ăn nhất đấy con mình thích ăn nhất mà chỉ về ký đưa lên cách mình cua đó nó ơ cách hấp cua cách làm thì chỉ mà mua cua thì biết em mua khó hơn cua thì rất là khó nếu mà cua gặt thì khó quá đây co đấy nó đây sẽ có chữ cắt tiếng Lào là capu 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 như là tương đương với cua con cua tạm cảnh bao há cả ngày đấy cua đấy. Cua này là cũng là một không dấu thắng đấy. Mình hay nói là ngán như cua đấy đây cua đọc tiếng Lào là cá pu đây đọc là cá pu pu đây chữ mình là chữ pu đây cá thì mình đã bay rồi này còn chữ pu đi là chữ pu là bắt đầu là pu là đấy là bằng chữ po còn vẫn sa la u cái sa la u cái từ này là tương đương với chữ u đấy u trong tiếng Việt cái này là chữ pơ pơ u pơ u pơ u u po u u nó po u u pơ u u này cái chữ tên là co cá là co á cá là cơ cá là cơ á cá đấy đó cơ á cá đọc nhân giống nhau đi cá pu là con cua cua pu là po u u những cái đây lên lên chữ pơ pơ u u này cá đó là cái chữ cơ
co tương ứng với chữ cơ và chữ cá bên mình. Các bạn đến khi học tiếng Việt, nếu là học tiếng Việt đến nhớ chữ cơ, quý ở cơ, cơ và xế, xế chữ cơ và chữ cá là chữ khó. Khó mà cái gần mình nhất là tưởng này. Để tưởng nào là thay thay tiếng Việt là mình sai này. Để thay là đọc là thay. Thay đứng việc đọc là đọc như thế, thay là sẽ là ai, ai đi làm trưởng hay làm trưởng là ai nó còn người khổ còn người mày y đấy là đây là thay họ chữ thay này. Nguyên ông là năm trượt khay ai khổ ai khẩy mày ý khay và người ta sẽ đọc là khổ ai khẩy mày ý âm vần nên làm thành một vần cho nó dễ học. Khứ ai khay, khứ ai khay liền, khứ ai khay bên khay, khó ai khay, mày ê khay, nó khay là trứng, trứng trứng gà trứng vịt đó, trứng gà thì là còn giống như lúc này mình học là cay, cay là gà là trứng gà là khay cay, trứng gà là mình đã mới học cay vịt. Lúc đầu bên mình có thì mình sẽ có khay là trứng gì khay chứ khay chứ còn khay chứ thì khay nhé khay còn với thì đó là bằng là trứng khay nên là trứng còn bằng cái
sự trừng ra. Trừng ra thì phải còn mấy con gà hết, trừng ra thì còn mấy gà. Thì khay với gà lúc này mình học là cây thì khay. Khay đấy thì là sẽ tan. Khay. Khay. Đó. Khay cây. Mình trừng ra. Thì cây như là gà đấy. Cây trừng ra, cây cây ghẹp giống nhau đấy. Cây, cây nó trừng ra. Mình điểm hơn. Điểm hơn vịt. Điểm hơn vịt. Vịt là pet. Vịt. Bên là pet. Đó. Pet này là vịt. Thì là khay pet. Nó sẽ cả bằng là khay. Khay pet. Nó sẽ bằng khay pet. Cái vân này là vân S. Và như là vần x, vần này là vần x. Cái lý là dọc, cái này là thay cho phù ẩm. Vần như là vần x. Cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm kênh Tiếng Lào Tiếng Việt. Nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký để được nhận video free từ chúng tôi. Khóc chạy mù phương tục khôn thì đầy diễm xung channel Tiếng Lào Tiếng Việt. Thả hạc than đáy nhưng bộ xa mắt có khó hãy cốt subscribe vừa cho đầy học video free chạc phục không. Khó khóc chạy xin cảm ơn.